Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Phú đây. Thì những ngày vừa qua, khi mà hỗ trợ các bạn sửa máy tính từ xa đó, thì mình có nhận thấy rằng có một số bạn khi mà sử dụng máy tính đó, nhất là các bạn sử dụng máy tính bàn và các bạn sử dụng trong một thời gian quá dài rồi. Có nhiều bạn sử dụng cái máy nó tới mấy năm rồi á. Thì thực ra không phải là lỗi của các bạn, nhưng mà do các bạn không có rành cho nên các bạn không biết. Thì có một số bạn mắc phải cái lỗi là khi mà các bạn khởi động máy lên, máy nó cứ chạy vào trong cái cài đặt của BIOS mà nó không vào được Windows. Thì các bạn nhắn tin, các bạn chụp hình, các bạn gửi cho mình, các bạn nói là máy nó không vào được Windows và nó cứ khởi động lên thì nó chạy vào trong BIOS thế này. Thì mình cũng có gọi điện cho các bạn và trực tiếp hỗ trợ cho các bạn. Sau khi mà chỉnh tới chỉnh lui đó mà vẫn không được, thì cuối cùng mình cũng phát hiện ra được một cái nguyên nhân, đó là do máy tính của các bạn á, nó bị hết cái pin trong cái CMOS, hết cái pin CMOS ha. Thì thực chất ra trong máy tính của các bạn á, nó có một cái cục pin. Cái cục pin này á, nó sẽ giúp cho cái máy của bạn nó lưu được những cái cài đặt ở trong cái BIOS ha, để giúp cho cái máy của các bạn nó có thể là nó lưu trữ lại được những cái cài đặt này và nó khởi động được vào trong Windows bình thường. Thì sau khi mà các bạn sử dụng một thời gian dài á, cái pin này nó sẽ bị hết ha, nó sẽ bị hết pin. Nó sẽ hết pin cho nên là nó không có lưu được những cái mà các bạn cài đặt ở trong cái BIOS. Ví dụ như khi mà các bạn nhắn tin cho mình đó, thì mình gửi video cho các bạn xem và các bạn làm theo cái video của mình. Nhưng mà khi các bạn làm xong á, các bạn phát ra ngoài, các bạn vô lại thì vẫn không được. Đó, nó không lưu được cái gì trong BIOS hết. Do là cái pin ở trên cái mainboard của bạn đó, trên mainboard nó có cục pin, do cái pin này nó bị hết pin cho nên là nó không có lưu được những cái cài đặt ở trên đây. Đó. Thì khi mà mình nói các bạn á là nó bị hết cái pin rồi, nói các bạn là đi ra ngoài mua cục pin để các bạn thay vô á, thì các bạn không có biết cái pin này nó như thế nào. Thì tiện thể hôm nay mình chia sẻ cho các bạn luôn cái pin này nó hình dạng ra làm sao, như thế nào, để giúp cho các bạn sau này nếu như các bạn có gặp phải vấn đề này thì các bạn có thể tự ra ngoài mua cục pin về để tự thay cho mình ha. Cái cục pin này nó đơn giản lắm. Đây, ở đây mình có cục pin như thế này các bạn ha. Đây là cục pin như thế này đó. Nó có hình tròn như thế này nè các bạn này nha. Đó, hình tròn thế này đó. Đây. Nó cái dạng của nó giống như là pin đồng hồ vậy đó, pin đồng hồ đeo tay các bạn, nhưng mà nó lớn ha. Đó. Thì cái cục pin này á, nó có cái giá khá là rẻ thôi các bạn. Thường thường như ở bên ngoài mình mua, nếu như các bạn mà biết giá, các bạn mua được ở những cái chỗ mà bán giá rẻ đó, thì nó rơi vào cái tầm khoảng cỡ 10.000 cho đến 15.000 một cục. Còn nếu như các bạn không biết mua thì nó sẽ đắt hơn, nó khoảng 20.000 cho đến 30.000 một cục. Thì mình cứ cho là cao nhất là 30.000 đi, nhưng mà không tới đâu. Tại vì mình mua cái cục pin này á, mình mua giá cao lắm rồi á, là chỉ có 15.000 cục rồi. À, còn có chỗ nó bán 7.000 cục, nhưng mà pin mà 7.000 cục thì nó có vẻ nó hơi dở. Cho nên mình mua những cái pin này nó hơi cao xíu nhưng mà nó chắc ăn hơn. Thì nó có giá là 15.000 một cục. Thì các bạn sử dụng máy á, khi mà các bạn cài đặt trong BIOS mà các bạn thấy thường nó xuất hiện cái nguyên nhân là, nhất là các bạn cài đặt ngày giờ, ngày và giờ đó ở trong BIOS, các bạn lưu lại, các bạn thoát ra ngoài mà nó vẫn không được đó. Hoặc là cái trường hợp mà các bạn cài đặt những cái cài đặt khác mà để các bạn vô Windows đó mà vẫn không thoát ra được. Khi mà các bạn cứ mở máy lên là chạy vào BIOS thì các bạn nghĩ ngay đến cái chuyện là pin nó bị hết. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai nữa, khi mà các bạn vào trong Windows á, các bạn thấy là ở dưới cái khay đồng hồ á, ở bên góc phía dưới bên tay phải á, nó có một cái khay đồng hồ. Thì cái khay này á, nó cứ báo cho các bạn là bị sai giờ. Nó bị sai giờ. Và các bạn chỉnh giờ ở đây rồi, nhưng mà khi các bạn tắt máy đi, các bạn mở máy lại, nó lại báo nữa. Nó cứ báo hoài không hết. Thì các bạn cũng nghĩ ngay đến cái chuyện là nó bị hết pin CMOS này. Thì các bạn thay ngay cục pin này dùng cho mình là bảo đảm nó sẽ ok liền cho các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ
quay cái máy tính của mình, quay sát cái máy tính của mình cho các bạn xem cái cục pin đó như thế nào và cái cách thay cục pin này nó ra làm sao ha, để cho các bạn có thể tự thay cục pin này cho mình nhé. Ok, bây giờ mình xin mời các bạn cùng theo dõi cái video của mình ha. Thì đây là cái máy tính của mình ha các bạn ha. Bên trong cái máy tính của mình thì trên bất cứ cái máy tính nào cũng vậy, cả laptop hoặc là máy bàn, chúng ta đều có một cái cục pin nó nằm ở trên cái mainboard. Và cái cục pin này nó có nhiệm vụ là nó lưu trữ những cái cài đặt trên BIOS khi mà chúng ta thiết định ở trên đây. Nếu như cái cục pin này mà hết á, thì cái BIOS nó sẽ không có lưu lại được những cái cài đặt của chúng ta, và nó dẫn đến cái tình trạng là máy nó chạy sai ha, nó sẽ bị chạy sai. Thì khi mà phát hiện hết pin lấy cái tay cậy nhẹ ra là sẽ lấy cục pin ra. Đó, đơn giản như thế này thôi. Đây, thì các bạn sẽ lấy được cục pin ra rồi. Đó. Thì để thử cục pin này xem nó còn pin hay hết á, thì mình có một cái video mình đã chia sẻ về cái cách kiểm tra pin rồi. Nếu như các bạn chưa biết thì các bạn xem cái video này giùm mình ha. Còn để kiểm tra cái pin này á, các bạn quay cái mặt này này. Quay cái mặt này lên. Cái pin này có hai mặt ha. Mặt chữ với mặt không có nè. Cái mặt này á, cái mặt chữ là nó ở bên ngoài, còn cái mặt này á, là nó tiếp xúc với cái mainboard. Thì các bạn muốn kiểm tra nó còn pin hay không á, các bạn cứ quay cái mặt lên nè, các bạn lấy cái lưỡi á, các bạn liếm nhẹ nó lên một cái. Nếu mà nó tê tê cái lưỡi chúng ta á, là nó còn pin. Còn nếu mà nó không có cảm giác gì á, có nghĩa là đã hết pin rồi. Thì các bạn yên tâm đi, nó không có dịch các bạn đâu. Cái điện này nó rất là ít, nó không có ảnh hưởng gì đến các bạn hết á. Các bạn cứ thử đi không sao hết. Rồi, còn để gắn pin á, thì chúng ta sẽ làm ngược lại. Thì các bạn nhìn này, ở chỗ này á, chỗ này nó có một cái có cái gờ bằng nhựa màu đen này. Bên này có cái lẫy đúng không? Thì các bạn để gắn pin á, các bạn sẽ quay cái mặt này, này. Cái mặt này không có chữ á, vào bên trong ha. Sau đó các bạn gắn như thế này. Đây, các bạn gắn vào như thế này nha. Các bạn để cho cái này này, nó chéo xuống đây, để nó ăn vô cái lẫy, cái gờ màu bằng nhựa màu đen này. Sau đó các bạn ấn nó xuống như này là nó sẽ kêu cặp một cái. Đây nha. Ấn nó xuống thôi.
Đó, nó kêu cạch một cái như vậy là đã chắc rồi. Đó, rất là chắc ha. Thì khi mà các bạn gỡ cục pin này ra, các bạn gỡ cục pin này ra đồng nghĩa là nó sẽ xóa tất cả những cái cài đặt trong BIOS của các bạn. Và các bạn phải cài đặt lại cái BIOS nhé. Các bạn thay pin xong á là các bạn phải cài đặt lại những cái cài đặt trong BIOS thì máy các bạn nó mới chạy đúng được. Còn nếu như các bạn không cài đặt lại là máy nó sẽ chạy sai. Ok. Rồi, thì thay pin nó chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ gắn máy lại ha. Xin chào các bạn. Thì mình vừa mới chia sẻ cho các bạn về cách kiểm tra pin cũng như là cách thay cục pin C1 ở trên cái máy tính để bàn của các bạn, để giúp cho các bạn có thể là tự thay được cái cục pin này của mình, và các bạn biết là khi nào nó hết pin để các bạn thay, và để các bạn khắc phục được cái lỗi là các bạn không vào được trong cái window các bạn ha. Thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi cái video này của mình. Nếu như các bạn thấy cái video này của mình hữu ích á, các bạn hãy chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn vào nút like và subscribe để ủng hộ cho mình và để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh Quỳnh ha. Ok, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo, và chúc các bạn thành công nhé.